Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hà và Thắng. Nay thì Hải lại tiếp tục đưa mọi người đi chợ phiên các bạn. Đấy, chúng ta đang có mặt tại chợ Bắc Hà, trung tâm văn hóa chợ Bắc Hà. Ở đây thì bán rất là nhiều các loại thảo dược, đồ ngâm rượu và rất là nhiều các đặc sản các bạn. Đấy, ở dưới chợ ở dưới này này, bà con đang trao đổi buôn bán khá là đông. Và bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn đi trải nghiệm khám phá cùng với Hải nhé trong buổi phiên chợ ngày hôm nay. Rất là mong cô dì, ông bà, chú bác vào xem ủng hộ Hải nhé. Xin mời các bạn. Ai cắt chìa khóa đây? Ngay ngoài cổng ấy thì mé bên này thì rất là nhiều những cái gian hàng người ta bày đồ thổ cẩm các bạn. Những cái bộ váy trang phục truyền thống. Đây là những cái bộ trang phục truyền thống nhé các bạn nhé. Những cái bộ này khá là đắt đấy, nó rơi từ 2 triệu đổ lên các bạn. Đấy. Váy đây là váy chuẩn truyền thống ở trên Bắc Hà các bạn. Mỗi nơi thì có một nét đặc sắc riêng. Đấy. Nhưng mà điển hình ở Bắc Hà thì đây là bộ truyền thống các bạn. Tàn đồ lữ đây anh ạ. Đang đi xem. Và đây. Ở bên trong này người ta bán đầy đồ đẹp này anh này. Đây cái này. Ở bên trong này người ta bán rất là nhiều những bộ váy rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đây này đấy. Những trang phục người Mông Hoa các bạn. Đây này. Đây có 4 cái đẹp này. Dành cho các tuổi mới lớn. Ôi. Ở đây này, đây nhiều bộ đẹp chưa này. Ở đây là mình thấy là có cả mũ nhá các bạn nhá. Đây này, mũ này. Đấy. Cực kỳ là đẹp các bạn. Ngoài từ đẹp ra còn không biết là miêu tả kiểu gì nữa. Nhìn phát là mê luôn. Không còn từ gì để tả nhá. Ví dụ bộ trắng trắng này bao tiền anh? 2 triệu. Đấy là chưa kể mũ đấy nhỉ? Thế cái bộ có mũ này chắc phải hơn nhỉ? Bộ mũ là 2,3 triệu. 2,3 triệu, à mũ 300 à? À đây. Toàn bộ đẹp đấy các bạn. Nhưng mà toàn đồ nữ nhá các bạn nhá. Đặc điểm là mình thấy toàn đồ nữ, không thấy đồ nam. Ở các quán đây thấy toàn bán đồ nữ đâu. Những bộ váy dài rất là đẹp. Ở bên trong này người ta cũng bán nhiều này các bạn ạ. À bên đây thì bạn này đang thử một cái này các bạn ạ. Đây này. Đấy. Những cái váy này thì ngắn hơn một tí. Váy lửng các bạn, đây còn váy lửng. Còn bên này là váy dài. Đấy. Váy dài và váy lửng. Đây, bạn này đang thử. Chúng ta sẽ đứng đây xem một tí các bạn. Ồ. Cái đấy hình như gọi là ký yếm nhỉ? Ký yếm không chị? À, đấy là bộ váy lửng thôi các bạn. Đấy. Đây này, nó kiểu như thế này này các bạn. Đấy. Còn bên kia váy dài. Đấy, váy dài nhìn rất là đẹp nhé các bạn nhé. Thôi, chúng ta sẽ đi ra ngoài các bạn. À, bây giờ thì Hải sẽ dẫn mọi người đi sang khu vực đồ ẩm thực. À đây đây. Hình như bạn này đội cả cái mũ lên luôn này.
Ôi, bây giờ thì Hải sẽ dẫn mọi người sang khu vực ẩm thực nha các bạn nhé. Ẩm thực ở đây thì có rất là nhiều món các bạn. Món nổi trội nhất thì chắc chắn là các bạn biết rồi, đó là thắng cố ngựa này. Đấy. Thịt lợn đen này, gà đen này, kê gà này, trứng non này. Đấy, khách du lịch người ta đến đây mua cực kỳ là nhiều. Cái khu vực này là người ta bán cái gia vị ở Tây Bắc này các bạn, như hạt dổi, mắc khén, hoa hồi. Đấy, gia vị Tây Bắc. Còn bên trong này là các món ăn, đông lắm các bạn. Đây là người ta đi ăn cực kỳ là đông. Ăn phở, ăn bún. Kia có cả cái mặt heo luôn các bạn. Đấy, mặt heo thì nó đen nhé các bạn nhé. Khách du lịch người ta đi chơi, người ta đi ăn ấy, ăn sáng các bạn. Đây, trong này này, trong này cũng khá là đông. Đấy, chào thằng cố ấy. Kê gà đen các bạn. Đây là kê gà. Còn kia là trứng non các bạn. Thịt lợn đen. Gà đen các bạn ạ. Quán nào cũng thế các bạn. Cái đặc điểm chung thì các bạn có thể nhận thấy rằng là quán nào cũng có thắng cố này. Đấy, quán nào cũng có gà đen này, thịt lợn đen này, kê gà, trứng non. Đấy. Cái đặc điểm mình nhận nhìn. Đây, quán này cũng có này. Đây thằng cố, chào thằng cố này các bạn. Đấy. Ui. Đấy. Ngon hấp dẫn không các bạn? Một người chắc là chỉ cần một cái này là đủ đấy các bạn. Một người cần một cái muôi này là đủ say đấy các bạn. Một muôi này, một bát phở nữa. Kết hợp với một chai lửa lít rượu ngô nữa thì thôi rồi các bạn. Đây là phở đỏ này các bạn. Phở Mông. Gà đen. Thank you.
thịt lợn đen nhé các bạn nhé. Ở đây đa số chuẩn là lợn đen luôn các bạn. Phao cầu chổng ngược lên các bạn. À, hình như là có vẻ như là đằng đầu đằng kia các bạn, đằng đầu đằng kia là mình thấy là nhộn nhịp. Đấy, đầu đằng này thì nó hơi thưa một tí, chứng tỏ là người ta tập trung hết về đầu đằng kia, vì người ta vào chợ phát là người ta thấy ở đầu đằng kia luôn các bạn. Trễ các bạn. Nhìn trễ rất là ngon. Hình như là chúng ta lại lạc ra khu vực người ta bán chổi rồi. À, chổi. Chổi đây là trên này, chổi này. Chào sếp. Chào sếp này, sếp lại chào này giám đốc thì còn gì nữa. Chưa thấy chủ đâu. Ở đây, đây là người ta đan những cái gùi này các bạn ơi. Đấy. Đây. Đấy, cái này cái nhỏ này các bạn này, cái này xinh xinh nhỏ nhỏ. Đấy. Đây là cái mẹt này. Đây là những cái gùi, gùi ngô, gùi cỏ, rồi gùi đồ. Măng. Thôi bây giờ thì mời các bạn xuống chợ Lan các bạn. Không biết chợ Lan hôm nay có sóc không nhỉ? Sóc vàng các bạn. Mình đang đi săn lùng những con sóc nhưng mà vàng cơ để cho khách. Nhưng mà chưa thấy đâu ạ. Sóc đen thì đầy. Sóc đen thì người ta bán 100.000 một con hoặc là 150.000, rất là nhiều. Ôi. Đấy, khách du lịch người ta đi đông chưa các bạn ạ? Người ta đi chơi trải nghiệm ấy, rất là đông. Đây quán ăn này. Bánh chưng. Bánh chưng gù đen nhé các bạn nhé. Đây. Người ta bán 20.000 một cái các bạn. Đây. Gà đen, gà vàng, thịt lợn đen, trễ. Đây là một mâm thịt rồi các bạn ơi, rất là nhiều các bạn. Đây. Mọi người thì đua nhau đi ăn. Bởi vì đi chợ thì cứ đi ăn rồi đi xem rồi đi chơi đấy các bạn. Đấy, cứ thế thôi, hết ngày là vừa. À, đây là khu vực chợ Lan các bạn. Khu vực bán lan rồi bán rau củ quả, nói chung là bán rất là nhiều thứ. Xem có đồ gì lạ ở đây nào. Đây là thảo quả này, thảo quả tươi các bạn. Đây, thảo quả tươi. Rau cải. À.
Đây là củ cây dài nghiến này. Hôm nọ mình mua 5 cân cho khách đấy các bạn. Tuần trước ấy, mình gửi cho khách rồi. Dài nghiến. Và đây có một cái thớt cực kỳ là to các bạn. Đây. Cái chiều dày của thớt này gần 8 vân, 9 vân. Thớt to. Đấy, cái thớt này dành cho các nhà hàng thì tốt này các bạn này. Còn cá nhân là dùng thì nó hơi to. Đây. Cái này là 700-800 một cái thớt này các bạn. Cô bác à? Thớt to nhỉ. Lâu lắm mới thấy thịt chuột rừng các bạn. Đây. Chuột rừng. Ở đây có 4 con các bạn. Cái này nấu chả cầy nhé. Hoặc là chiên giòn lên các bạn. Đây, mình không dám quay cái đầu của nó các bạn. Đây, thảo quả tươi. Từng chùm. Còn đây là bùi thăng cố đấy. Thớt này, bên này bán nhiều thớt nhỉ. Cái kia là lu kháo ấy. Nhưng mà hơi xấu nhỉ. Kiểu không biết là làm được con gì không. Đây là lu kháo này các bạn. Cái này có tươi nhé các bạn nhé. Vâng, tươi. Mình nó dày không? Chắc là... Cái này của chị à? Biết họ bán bao nhiêu tiền không? 800 à. Cái này kháo đỏ hay kháo vàng ạ? À? Chị đang suy nghĩ. Đây là kháo đỏ. Mình biết là mình trêu đi. Cái này nó xanh, nó tươi thì nó màu vàng vàng, nhưng mà nó lúc nào nó khô thì nó lại biến thành màu đỏ. Đấy. Để thớt này các bạn này. Các bạn mua thớt thì alo mình nha. Một cái thớt đường kính nó rơi vào tầm 40 đấy các bạn. Có bị sâu sau không anh? Chắc là không sâu nhỉ. Mình nhìn không rõ các bạn. Cái này thì người ta mua về để hay làm con cóc, con rùa hay con gì đấy các bạn. Đấy. Hình như con cóc ấy. Đấy. 800.000 cùng này. Ở đây bác bán đây. Con sóc à. Sóc. Nhưng mà nó không gù đều nhỉ. Cái chỗ này nó lõm quá này. Nó cứ sùi sùi đều đẹp như thế này. Quá đẹp luôn. Hoặc là chia đôi ra. Cái này làm con gì. Con lân à. Con lân nó nằm tay dài. Chia đôi thì này làm quý. Cái này cục này người ta đang bán là 800.000 nhé các bạn nhé. Đấy là chưa mặc cả. Chắc là xuống một tí nữa nhưng mà nó cũng chưa được đẹp lắm các bạn. Đấy. Đây là người thảo quả tươi. Ô con này nhỏ nhỉ. Con sóc. Vâng. Không có cặp nhỉ, có mỗi con nhỉ. Con này khá là đẹp này. Con này bao nhiêu tiền? Bằng con to à? Đấy, con sóc. 100.000 một con các bạn. Con này làm cảnh về đóng cái lồng và cho nó nhảy. Con này con to. To. Sao con này có màu này nhỉ? Cái này màu vằn đẹp nhỉ? Cái này cũng trăm. Nhưng mà ý nói là mỡ cái lông của con này nó vằn lớn lên, nó có vằn kiểu này không? Không phải loại này nhỉ? Không phải đâu. Cái loại này nó vằn vằn này. Nó vằn vằn nhìn nó đẹp này. Mà lớn lên là màu nó vẫn như này à? À loại nó chỉ bé này đấy á? À cháu tưởng là nó còn non đấy. Cái loại này di. Sóc di.
Nói chung là làm cảnh đẹp này. Cái này làm cảnh nó đẹp. À. Nuôi làm cảnh. Ví dụ có một con đực con cái thì hay nhỉ. Sọc 100.000 nhé các bạn nhé. Nhìn đẹp nhỉ. Đấy. Làm cảnh thì nhỏ nhỏ này cũng được. À. À, bác ấy định cho nó ăn quả ổi à? À. Thơm thơm ổi thơm. Bác cho nó ăn đây nè. Cẩn thận nó này ra mất. Nhưng mà có người sợ nó không ăn đâu. Mình sợ có người ở đây nó không ăn ấy các bạn. Nói chung là con sóc di nhỏ nhìn nó khá là đẹp. Ô, nó ăn luôn à? Nó ăn luôn, nó bạo rồi các bạn. Ơ, nó ăn kìa. Mình tưởng nó sợ nó không ăn nhưng mà nó ăn luôn các bạn. À, kia là lan phi điệp vàng này các bạn. À. Phi điệp vàng này, có bông lan phi điệp vàng. Còn bên này là người ta bán những cây táo gai các bạn. Này, cây táo gai. Ở đây là có những cái khúc gỗ nhìn hình thù nó rất là hay này các bạn. Biết rồi. Cái loại này bao tiền cân? 350. Cái này là bao tử nhỉ? À, phơi nắng à? Có một số bác á, để tí em gọi xem bác lấy cái này không. Ở đây cái này nó cũng giòn nhỉ cô nhỉ? Cái động vào là nó gãy đấy. Vâng. Cái này có cái nào sấy, cái này sấy à? Sấy nó thơm hơn đúng không? Không phải sấy đâu, cái đấy là phơi khô, cái đấy là cái này. Đấy cái này. À. Cái kia là cái này. À. Thế không có cái này à? Không có cái nào mà kiểu cả cuống như thế này. Đây này. À. Mỗi cái này là nhiều cuống nhất nhỉ? Đấy, hôm nọ cháu gặp một bác là thắc mắc là sao nó cám vụn thế, phải lấy cái loại như thế này này. À. Cứ để tí cháu gọi bác kia xem đấy không nhá. Cái này là phơi đây này. Cái này là phơi cái này, còn cái này là phơi nó khô này. Có nghĩa là cái loại này là một chuyên hơn một hoa thôi. Còn cái này nó có cả cuống. Cái này 30 thôi mà. Hôm nào có bác hỏi mình bao nhiêu tiền một túi hoa đu đủ được ấy. Nhưng mà ý của bác là phải phơi nắng cơ, chứ không phải là phơi, chứ không phải là sấy. Đấy. Đấy, như cái này là cô ấy bảo cô phơi nắng này, bởi vì mình thấy là cũng là phơi nắng này. Cái này vì nó khô xong nó cả cuống này và cả màu cái nó của cái màu được nắng ấy các bạn. Còn cái này nó hơi thâm một tí này. Đấy. Em lấy phơi á, em không phơi được thì sao? Bảo em lấy phơi à, lấy em lấy cái này này. Không bảo mai nắng mà. Ôi. Nếu mà em lấy phơi lấy cái này nó cũng ở đây là người ta bán cả ổi này các bạn ạ. Đây quả khúc khắc này. Quả lúc lắc ấy nhỉ? Quả lúc lắc các bạn. Quả lúc lắc xào làm lộn. Đây là cả ốc này các bạn ạ. Ốc núi, ốc đá các bạn. Đấy, loại này thường là người ta bán 5 đến 60.000 một cân. Con này sống dai lắm các bạn. Càng để không có nước này nó càng sống dài này, có nước thì loài này sống ở trên núi,
ở khu vực ẩm ướt đấy các bạn, ở các hốc đá nên người ta gọi là ốc đá. Lấm ngọc cầu này, ngọc cầu đỏ này. Cái này nhỏ như đây, cái này nhỏ nhưng mà cái cọng của nó cũng dài này. Đấy. Ngâm rượu nha các bạn nhé, chữa bệnh sinh lý, một người khỏe cả làng vui. Đấy. Ờ sao cái loại này khác anh? Ờ loại này khác. Ờ hay nhỉ. Nhưng mà toàn là cái loại này nó đỏ nhiều thì nó đà hơn. Vâng. Ờ này có loại mini các bạn. Loại siêu nhỏ. Xem một cái. Tiền nó bằng này không? Tiền bằng nhau. Bằng nhau à? Thôi cứ để cả cũng được, đừng bẻ. Ờ. Con loại này nó màu kiểu gì nhỉ? Màu nhật nhật đấy. Cái này đỏ tươi hơn này này. Cái đoạn này mini, tiền thì bằng nhau, nó rơi vào tầm 40.000 đến 50.000 một cân ạ. Đấy, khu vực này người ta bán những cái khu gỗ lũa các bạn. Cái này nó có rêu. Cái này nhìn hay này, nhưng mà về chỗ mình chắc chắn là rêu nó sẽ chết vì nóng ạ. Rêu nhưng mà với hiện tại bây giờ nhìn nó kiểu thác thác cũng khá là đẹp, nhưng mà về tới mình thì rêu này chắc chắn nó sẽ không sống được, coi như là vứt rêu. Bên này người ta bán cũng khá là nhiều nha các bạn nhé. Đây mật ong hay cái gì đây, mật ong à, mật ong. Ờ cái này là ong khoái nhỉ. Ong khoái quá. Ong khoái. Đây ong đá, đây ong đá các bạn. Đây là tổ ong nhộng. Nó có con kìa, đấy con nó bay rồi các bạn. À, ong nhộng này thì người ta bán là 250 cả, nói chung là cân cả tổ các bạn. Đây, mật ong rất là nhiều. Đấy các bạn lấy mật ong thì các bạn cứ inbox Hải nhé. Qua số Zalo là 0379420217. Hải sẽ lấy và gửi cho các bạn. Đấy. Bạn biết gì không? Đây là những ống cao cao này. Người ta bắt ở vườn ngô đấy, ở lúa, vườn ngô rất là nhiều. Để cho chim ăn. Và có một số thì mình thấy là người ta cũng ăn được luôn. Rang lên các bạn. Ở đây bán này. Ôi nhiều cò cào thế nhỉ. Ôi cô này bắt được rất là nhiều các bạn. À bạn này bắt được rất là nhiều. Không biết bạn mua hay là mang đi bán đấy. Mình mang đi bán hay là mua đấy. À nhà nuôi lắm chim nha. Yeah. À, chai to là 15.000 một chai. Chai nhỏ 10.000 một chai. Bạn ấy mua rất là nhiều, chứng tỏ là nhà nuôi nhiều chim các bạn. Từ chim to, chim nhỏ. Rồi nói chung là có hết. Ở mùa này thì hoa lan ít các bạn. Đấy, mùa này hoa lan nó lở ít. Nên là người ta cũng mang đi chợ ít. Gật rồi nhá. Thật to. Ồ. Đây là địa lan. Búi này mấy trăm anh? 350 nhỉ.
đang có hoa. 7 bông. Chủ đếm sát này cứ về hỏi các bạn. Chỉ nhìn phát là hoa, phát là 7 bông luôn rồi. Điện lan. Cái này là chơi được đâu mà nhỉ? Cái này là chơi được lâu ấy nhỉ, nó lở lâu lắm. Ừ, 2-3 tháng ấy. Mấy mùa này mùa rét nữa, mùa sắp sửa mùa rét rồi nên nó chơi được lâu. Mùa hè thì nó nóng nó nở nhanh, nhưng mà mùa này được lâu. Cả cái đấy có 350 đấy á? Rẻ nhỉ. Tết cái búi này chắc là phải gần triệu ấy nhỉ. Tết Tết đông nó có giá hơn các bạn. Chuột rừng, chuột rừng. Một con là 25.000. Nhưng mà bắt được bao giờ nhỉ? 25.000 một con. Bắt được con đây mà. Bà anh làm lâu chưa? Chưa lâu. Được tuần chưa? Không. Không được tuần. 2 ngày thôi. Cái này mình để tủ lạnh chứ nhỉ? Mình để tủ lạnh ấy. Hay là treo các bếp? À mới mổ đấy. Ờ đấy. Nó vẫn còn ấy. Đây là củ hành đỏ anh. Hành đỏ. Cái này đắt không ạ? Bao tiền cân ạ? À, thế là cũng khá là đắt. Bằng tỏi nhỉ? Bằng tỏi cô đơn. Hành đỏ các bạn. Cái này người ta mới đào về, nhìn đất nó còn bẩn lắm. Mấy nhiều mà. Mấy 50 con đấy. Bán lại 30 con rồi. Đây à. Đấy 5 triệu đúng không? 5 triệu này. Cái này máu mà. Đây. Sáng này máu. Đây mưa máu. Mưa rào vào đây này. Đi máu này. Cái này. Máu kín cái này. Mưa dịch sụp san luôn. Mấy người mà thiếu máu á, đó. Đúng nước rồi, máu. Giờ này kín rồi. Thiếu máu thì phải truyền máu. Cái đó là cái gì em? Hải Bảo Thắng á. Hải Bảo Thắng à? Chú kênh gì? Kênh Lương Phát Du Lịch. Lương á? Lương Phát Du Lịch. Lương Phát Du Lịch ạ? À? À, tí cho vào. Và. À. Đi chợ quay chơi. À, tàu gai đỏ chú này? Tàu gai đỏ. Tàu gai đỏ đấy hả? Vâng. À, còn sóc, sóc đen. Sóc vàng nó mới đắt chú ạ? Sóc đắt chứ mà. Lấm à? Không phải bán lấm hay bán lan đấy. Cả lấm cả lan các bạn. Nó mọc lên nó. Táo gai, những cái cành táo gai người ta hay cắm về lọ để làm cảnh ấy các bạn. Bác này bán cả mật ong nữa. Mật ong. Cháu xem tí bác. Đấy, đây là cái sáp này không có mật này. Cái này ngâm rượu các bạn. Đấy. Nếu mà không như thế này khoảng bao nhiêu, mấy chục chứ? Mấy chục một cân ấy. Vâng, bao nhiêu tiền một cân? À, 70.000 một cân. Cái này như kiểu ong mật đấy nhỉ? Con nó giống ong mật hay ong ruồi? Đây ong mật. À, ong mật nhỉ. Chai này là chai 65 à? Bao tiền à? Cái này 160 à? 160 à? À, ong mật nó rẻ nhỉ? 160 một chai này các bạn. Đây, ong. Cái ong này như kiểu ong nhà nuôi ấy. Đây này bát trong rừng đấy. À trong rừng à? À. Nhưng mà nó giống ong ở đó không nhỉ? Giống đâu. Giống nhỉ? Nó giống. Bác có bắt được con chúa của nó không? Không. Không bắt à? Tưởng bắt rồi xong mang về đó nuôi. À. Nhưng mà phải bắt được con, phải bắt được con chúa nữa cơ. Ở đây bác ấy bán cả cái cây dài nghiến này các bạn ạ. Chữa bệnh ung, bệnh hình như chữa bệnh sỏi thận đấy các bạn. Cái này sai nhỉ? Đấy. Táo gai đỏ. À, đây, rất là nhiều các bạn, người ta bán nhiều nhỉ? Này. Khu vực này là người ta bán cây táo gai các bạn. Nhưng mà mình chưa thấy cái búi nào to to, toàn thấy búi bé nó nhiều nhánh á.
trắng. Lá trắng cũng một đơn rừng tất. Tàn đồ trên rừng. Đúng rồi. Vâng. Sợ về dưới mình nó nóng là không biết có lên được không, cái này nó mát. Không, hồng này chắc là lên được, dễ sống. Hồng này giống... Còn cái cây này thì chưa biết. Nói chung là phải có bầu tốt cơ, bầu tốt thì mới sống được. Ôi, ở đây gọi là những cái này gọi là cái gì? Lúa hay là lu? À, những cái rễ cây người ta bóc vỏ đi nó có hình thù rất là đẹp các bạn ạ. Nó. Ơ như kiểu mắt kháo ấy nhỉ? Không phải chứ. Đây này, nó xùi xùi đây các bạn này. Đây này, đấy. Cái này như kiểu kháo ấy. Hình thù đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Mình chưa hình dung ra một cái gì cả. Ví dụ là ở đây là chúng ta có thể là ghép phong lan các bạn ạ. Hoặc là mang về. Nói chung là chúng ta hình dung ra cái gì là chúng ta để vào trong phòng ấy cho đẹp ấy. Nhưng mà mình nhìn thấy mình hình như là trí tưởng tượng nó kém các bạn. Chưa thấy hình gì nó vào mắt hoặc là hình dung ra cái con gì, con vật gì. Ở đây là người ta bán lan. Kia là lan đùi gà. Nếu mà mùa này thì nói chung là lan thì không có nhiều hoa nên là người ta mang đi cũng ít các bạn. Đấy, ví dụ có hoa cơ nhìn nó sẽ vào mắt hơn và nó sẽ đẹp hơn. Đấy, cái hồng cổ. Đấy. Những cái búi này thường thường là người ta bán 100.000, 100.000 một búi đến 150.000 các bạn. Đây. Đây là những khúc gỗ. Có lũa, rổi lũa các bạn. Nói chung là nó như kiểu một cái tòa tháp hầm hố các bạn. Cái này mua về các bạn trang trí. Chúng ta cảm giác là thích, chúng ta để đâu thì cũng để. Hoặc là ghép phong lan thì ghép. Hoặc là để trong bể cá được. Cho con cá nó chui ra chui vào. Ví dụ người đến phát nó sợ quá nó chui vào những cái khe này. Con cá nhỏ các bạn, nhìn nó khá là đẹp. Táo gai. Nói chung là ngày hôm nay thì lan thì hầu như là không có lan đẹp lắm các bạn. Không có nào lan nào nổi trội. Đấy, địa lan này các bạn này. Cái này đang có hoa này. Cái này hay. Cái này là cái vòng vòng của một cái khúc cây rất là to các bạn. Trông nó tầng tầng lớp lớp. Không biết nó cứng không nhỉ, để mình xem nào. Ừ, nó cũng cứng đấy các bạn. À, đằng sau người ta cắt đấy. Khu vực này chủ yếu là rau củ quả đấy các bạn. Ở trên kênh của Hải thì vẫn bán mật ong nhé các bạn nhé. Các bạn muốn mua mật ong đá hay là mật ong khoái rừng thì cứ alo Hải nhé. Mật ong khoái là một trong những loại mật đắt nhất ở trên vùng cao hiện tại bây giờ các bạn. Và Hải đang bán là 450k một chai. Và Hải chịu ship nhé các bạn nhé. Anh này có rất là nhiều tổ ong này. Anh ấy đang gùi một cái gùi tổ ong rất là nhiều các bạn. Ong nhộng, đây là ong nhộng nhé. Đây, bác này có xô mật này. À, xô mật này.
Cái này trên rừng hay là nuôi đi bác? Trên rừng đấy. Cái loại này bao nhiêu tiền một cả cả cân cả mặt ạ? À? Cả sáp ấy? Một cân 200 ạ. 200.000 các bạn. Một cân 200.000. Ôi chợ phiên thì còn rất là đông. Có lẽ là Hải sẽ tạm dừng video tại đây các bạn. Hẹn mọi người vào video sau, Hải sẽ quay chi tiết hơn các mặt hàng để cho các bạn xem.